hắn tại vì hắn ẩn trắng này nè, ẩn này không phải như cái kia. Chị mà chị lòi mắt luôn. Thế từ từ mới được. Kiếm chạy sẽ không một sinh. Trời nó đè tao, tao mới bắt không được, tao kêu nay mới tán với tao một cái bóp vô mới tỉnh lên được. Cái bà Nam á, bà Nam á không làm, chị đập em. Điên đứa con bóng. Tiết tao một cái 150, một cái 200. Sợ mấy anh bóng thiệt luôn á. Sợ thiệt luôn á, mấy đè tao chị ác rồi. Đè không cho tao mở mắt. Trừ kỳ. Mổ mày yên hẳn coi đồ mày. Nhìn bên đây muốn lòi mắt luôn rồi nè. Hồi nãy thì mở mắt không ra. Lâu này mấy anh bóng anh tha rồi mà năm bữa nay anh bu lại không biết. Chị tưởng tượng có cái nhà trắng to trắng phục ra mai người. Nó toàn có nhớ không?
bóng đèn mà chị thấy khách vô mấy lần không thấy vô hai người ngồi gì làm không? Thấy tôi quay quay với lại bếp với tao bếp. Mình đến để tao sáng luôn. Tao mà trước tao ngủ tao mơ cái gì tao nói luôn đi. Mày cho tao nghe em tới tụ tao hả? Con bé nó được đó. Ví dụ mình nói luôn không mới biết mình mớ. Còn mình nằm nằm không cho mình nói đó mình đường gì đâu có biết đâu. Cầm bánh bu đó ha. Hàng tiền để cho mình đó. Ừ. Kiếp này anh kêu qua được không? Em khỏe rồi. Mấy cái răng nhổ cực lắm. Ừ. Lấy giờ nó không đó. Ừ. Răng răng chị làm như nồ. Mới lãng hư thì đừng mồm phải lấy thôi. Đừng có bữa mơ mà gãy rất là lần giá ra đùm đau. Mày mới bị hiếp dâm nhé. Sao ra đường gặp nó sáng.